Xin chào tất cả các bạn. Thì bữa nay mình sẽ làm một cái video clip ngắn để chia sẻ với các bạn cách mà mình sử dụng những cái mẫu lồng bẫy chuột hiện shop mình đang có cung cấp cho các bạn nha. Tại vì cũng có nhiều anh em mua bẫy về xong rồi hỏi mình á, hỏi mình cái clip mà cách sử dụng lồng bẫy chuột, cho nên tiện hôm nay mình sẽ làm luôn. Cách sử dụng nó cũng đơn giản lắm bạn ha. Bẫy chuột ở chỗ mình thông thường á là sẽ có hai loại. Một loại là nó có cái khoen chống sảy như vậy nè, loại kia là không có khoen chống sảy, để cái bẫy to này đi. Cái này là cái bẫy chuột cống ha bạn ha. Còn hai cái này đó là bẫy đường mòn đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho bạn xem đó. Để giữa màn hình đi. Rồi các bạn bẻ cái nắp này lên nha đó. Các bạn chèn cái cây này vô. Rồi đó. Phía dưới này các bạn thấy không, nó có một cái dòng đó. Cái dòng này nè, các bạn làm sao các bạn chèn cái cây này nè, cái cây này nè, lên đó nè, và hao bỏ cây này vô, về cái dòng lên, vậy nó sẽ chịu lại được cái nắp ha bạn ha. Đó thì con chuột nó đi vô, nó sẽ dậm cái dòng này, thức ăn các bạn bỏ trong này nha đó. Các bạn bỏ phía sau cùng, và con chuột nó chỉ cần vô nó dậm cái dòng này, cái dòng này nó bị đè xuống. Các bạn chú ý là các bạn gài cái khung này đừng có gài quá cao nha, các bạn gài vừa phải thôi, nó như mình nè, và hao nó chỉ cần xuống chút về được. Các bạn gài quá cao á, nhiều lúc nó vô nó dậm và nó không có sạch nha các bạn. Tới đây là được nè, dậm sạch tẩy nè. Đó, vậy thôi bạn ha. Đó. Thì trường hợp mà các bạn xài cái bẫy mà nó có khoen chống sảy á, thì các bạn kéo lên, các bạn kéo hai cái khoen chống sảy này lên trước nè. Đó. Và các bạn cũng gài tương tự như là các bạn gài cái bẫy bình thường ha. Thì có khoen chống sảy thì con chuột nó vào, nhiều lúc mà nó vào mà mình đi thăm trễ thì nó sẽ không có bị sảy nha. Đó. Mình không có tay để làm cho bạn xem cho nó rõ. Đó, thì mình cũng gài vậy thôi bạn ha. Đó, đơn giản, con chuột nó vô thì nó dậm cái khoen tròn này thì nó cũng sập bẫy nè. Rồi, các bạn để ý hai cái khoen chống sảy nha, bẫy sập là nó rớt luôn nè. Đó, nó rớt cái khoen xuống. Và cái bẫy nó rất là chắc chắn ha bạn ha, chuột nó không có ra được. Thì tương tự với cái bẫy chuột lớn này ha bạn. Thì tất cả các mẫu bẫy chuột tại shop mình bán thì nó chỉ có một nguyên tắc làm việc như vậy thôi. Bẫy lớn, bẫy nhỏ, bẫy chuột cống, bẫy sóc, bẫy đường mòn, vân vân, thì nó cũng có một cách sử dụng như vậy thôi các bạn ha. Cái bẫy á, nếu các bạn cho mồi á, và không, các bạn cho mồi tuốt vô trong này nè. Bỏ mồi vô trong, các bạn chỉ thả đại trong này thôi. Các bạn bẫy chuột á thì các bạn sử dụng lúa, ngô, khoai. Nếu mà bẫy chuột đường mòn, bẫy số lượng nhiều á thì sử dụng lúa, ngô, lúa thôi. Còn sóc rồi các bạn bỏ trái cây hẳn vô đây nè. Nó chỉ cần vào ha, nó dậm cái giò này và nó không kịp ăn thì nó đã sập cái bẫy mất rồi. Còn bẫy đường mòn á, bẫy số lượng lớn thì các bạn sử dụng theo lối đi và các bạn không cần sử dụng mồi ha. Này để cho anh em nào đánh chuột đồng nhiều, số lượng lớn, thương mại thì mình sử dụng. Rồi thì cái cách sử dụng bẫy chuột của mình nó đơn giản vậy thôi các bạn ha. Thì mình có cung cấp tất cả các loại bẫy chuột luôn, từ nhỏ tới lớn, từ bẫy chuột từ 2-3 lạng đến tầm ký 2-2,5 kg đủ loại ha bạn. Thì các bạn nào có nhu cầu các bạn cứ liên hệ mình, số điện thoại mình đã để sẵn ở dưới phần mô tả hoặc là ở trên góc màn hình như các bạn thấy nãy giờ nè. Xin cảm ơn các bạn nha.